Xin chào em, chúng ta sang bài báo số ID là 006. Bài này làm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán cho từ từ H cộng phản ứng với muối CO3 2 trừ. Để xử lý được loại toán này, việc đầu tiên là các em phải hiểu được bản chất của phản ứng. Phản ứng này xảy ra có thứ tự phản ứng như sau. H cộng cộng với CO3 2 trừ ra HC3 trừ. Và khi H cộng dư mới xảy ra phản ứng tạo khí CO2 theo phản ứng 2 này. Xử lý được loại toán này, các em cần thành thạo cho thầy 3 ý sau đây. Thứ nhất là sơ đồ hóa bài toán. Thứ hai là bảo toàn nguyên tố carbon hoặc lưu huỳnh. Và thứ ba là sử dụng công thức giải nhanh áp dụng cho H cộng phản ứng bằng số mol CO3 2 trừ cộng với số mol CO2. Cụ thể vào bài này thầy có như sau. Đầu tiên đây là sơ đồ phản ứng. Thứ hai là thầy áp dụng công thức giải nhanh, thầy tìm ra được muối CO3 2 trừ. Muối CO3 2 trừ ban đầu sẽ bằng 0,6 trừ đi 0,24. Kết quả bằng 0,36. Tiếp theo, thầy bảo toàn carbon để tìm ra được muối HC3 trừ dư sau phản ứng sẽ bằng 0,12 mol. Các em lấy 0,36 trừ 0,24 bằng 0,12. Đổ Ba hóa lần vào thì kết quả thu được là BaCO3. Khối lượng của nó sẽ bằng 0,12 nhân 197 bằng 23,64 gam. Đáp án thầy gọi là B.